Vừa qua tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC và các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành và trao tặng công trình trường mầm non Lý Bôn. Tới dự buổi lễ có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Trường mầm non Lý Bôn được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2020 trên diện tích 3.742 m², gồm các hạng mục nhà hội đồng xây dựng 2 tầng, 5 phòng học và nhà công vụ với 5 phòng nghỉ, nhà bếp. Ngoài ra, các hạng mục khác như san nền, kè chắn đất, nhà bảo vệ, nhà để xe, cổng, hàng rào được xây dựng khang trang và đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, đã đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Công trình này có tổng vốn đầu tư 12,8 tỷ đồng, trong đó EVN-NPC là nhà tài trợ chính với 5 tỷ đồng. 4 đơn vị gồm Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông VNPT, Công ty Cổ phần Xã hội HELP tài trợ 5 tỷ đồng, Ngân sách huyện Bảo Lâm bố trí 2,8 tỷ đồng. Công trình trường mầm non Lý Bôn do EVN-NPC là nhà tài trợ chính đã mang nhiều ý nghĩa, tạo điều kiện cho công tác giảng dạy và học tập ở nơi đây ngày một tốt hơn, tiến tới xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Với EVN-NPC, việc thường xuyên thực hiện các chương trình công tác xã hội, từ thiện và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc, chỉ với mong muốn góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các địa phương nghèo.